Một bộ dàn tủ máy hay và chất lượng mà chính hãng đến từ nhà CAF thì chưa bao giờ rẻ đến như vậy ạ. Rẻ như vậy là bởi vì tại sao ạ? Em đã xin được nhà hãng một mức đeo rất là tốt cho một bộ dàn karaoke đáp ứng đầy đủ các yêu cầu các bác sử dụng với không gian, với thiết bị nhà mình các bác nhá. Và đây là một bộ dàn, một bộ dàn sản phẩm chính hãng đến từ nhà CAF các bạn. Những cái sản phẩm những model mới nhất trong năm 2024 này. Đầu tiên phải kể đến là một đầu thu micro không dây Mi One, một dòng sản phẩm chất hay chất lượng chất âm cực kỳ ấn tượng và tiếng hát sẽ cho lời ca tiếng hát sẽ được bay bổng ngọt ngào cực kỳ luôn và tiếp theo là một đầu xử lý vang số một model mới trong 2024 này với mã là FA9 tiếp nối thành công của series sản phẩm dòng vang số bán rất là chạy trong những cái năm vừa rồi và rất là nhiều các bác yêu âm thanh đi lắp phòng này dùng trong gia đình này rất hay tuyệt vời là mẫu A6 vừa rồi thì đã nâng cấp thêm phiên bản FA9 này với khả năng xử lý âm thanh chất lượng effect cho ra ngon ngọt ngào và tiếp theo là một cục đẩy công suất 4 kênh sử dụng mạch lá D mỏng gọn nhẹ nhưng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng trong gia đình các bác có thể kết hợp sử dụng hai đôi phun 30 hai đôi phun 40 công suất lớn trên cây cục đẩy công suất này hoặc là có thể kết hợp hai kênh các bác sẽ sử dụng những đôi phun 30 đôi phun 40 công suất lớn chẳng hạn và còn hai kênh còn lại gộp kênh lại để đánh lại đánh những cái chiếc xúc hơi nhà mình rất hay rất tuyệt vời trong một bộ dàn thiết kế nhỏ gọn tiện lợi nhưng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng karaoke nghe nhạc trong gia đình các bác nhé và với mức giá rất là tốt em đã xem xin được nhà hãng sale một cái mức giá cực kỳ là tốt chiết khấu rất là tốt cho các bác chỉ 25 triệu đồng 25 triệu đồng thôi các bác đã sở hữu một bộ tủ máy hay chất lượng đến từ nhà CAF này các bác nhé bác nào đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay tới bên em đi để được một mức giá tốt nhất và chiết khấu tuyệt vời nhất và sẽ được sự tư vấn tận tình nhất tại showroom thanh bên em. Và bác nào ở xa thì bên em có thể hỗ trợ các bác setup, hỗ trợ cài đặt những thông số tuyệt vời cho các bác đến tận gia đình, tận tay nhà các bác các bác nhá.